Chào các em. Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên là Đỗ Văn Bộ, giáo viên bộ môn toán trường Chua cơ sở Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Thầy rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Bây giờ, thầy mời các bạn chuẩn bị sách vở và một số đồ dùng học tập để chúng ta bắt chuẩn bị tiết học. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta là bài độ dài đường tròn, cung tròn, luyện tập. Chúng ta đi vào phần 1. Công thức tính độ dài đường tròn. Để hiểu thế nào là độ dài đường tròn, thầy cùng với các em đi thực hiện thí nghiệm sau. Thầy giáo có một sợi dây một đường tròn bán kính 2 cm. Thầy giáo cho đường tròn này di chuyển một vòng trên sợi dây. Thầy giáo gọi điểm xuất phát trên đường tròn là B và điểm kết thúc là A. Khi đó, ta có độ dài đoạn thẳng BA chính là độ dài đường tròn bán kính 2 cm. Bây giờ chúng ta lấy thước chia khoảng đo độ dài đoạn thẳng BA ta được độ dài đường tròn bán kính 2 cm là 12,56 cm. Vậy độ dài đường tròn chính là chu vi của hình tròn mà chúng ta được làm quen ở cấp 1 và được ký hiệu là C. Độ dài C của một đường tròn bán kính R được tính bởi công thức C bằng 2 BR. Nếu gọi D là đường kính của đường tròn khi đó D bằng 2R thì ta có công thức thứ hai để tính độ dài đường tròn là C bằng BD. Với hai công thức ở trên chúng ta chú ý số B người La Mã tìm ra với giá trị gần đúng là 3,12. Sau đó người Babylon tìm ra số B với giá trị gần đúng là 3,125. Mãi cho đến những năm 1989 với sự hỗ trợ của máy tính điện tử người ta đã tính được giá trị gần đúng của bi với 4 tỷ chữ số thập phân và người ta đã chứng minh được rằng bi là một số vô tỷ. Và người ta thường lấy bi giá trị gần đúng là 3,14. Bây giờ thầy cùng với các em sẽ vận dụng công thức tính độ dài của đường tròn để làm một số bài tập sau. Chúng ta đi vào bài toán thứ nhất. Đó là nội dung bài tập 65 sách giáo khoa trang 94. Bài này Người ta yêu cầu các bạn lấy giá trị gần đúng của số bi là 3,14. Hãy điền vào các ô còn thiếu trong bảng sau. Đơn vị trên các dòng là cm. Kết quả làm tròn đến chữ thuật thập phân thứ hai. Ở trong sách giáo qua của các bạn, bài 65 gồm có 6 cột. Thầy giáo lấy ra 3 cột hướng dẫn các bạn phần còn lại về nhà các bạn làm tương tự coi như một phần bài tập ra về nhà. Sau đây, thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn cột thứ nhất. Ở cột thứ nhất, đề bài cho bán kính R của đường tròn là 10 cm. Yêu cầu tính đường kính D của đường tròn. Yêu cầu thứ hai, tính độ dài C của đường tròn. Để tính đường kính khi biết bán kính R, ta vận dụng công thức nào? Ta thấy D bằng 2R thay R bởi 10 ta dễ dàng tìm được D bằng 20. Sau khi tính được D bằng 20, để tính độ dài đường tròn, ta vận dụng công thức nào? Ta thấy C bằng BD và thay D bởi 20, B bởi 3,14 thì chúng ta cũng sẽ tính được kết quả. Ngoài ra, chúng ta có thể vận dụng công thức mối quan hệ giữa chu vi với bán kính là C bằng 2BR để chúng ta tính và thay vào ta sẽ được kết quả 62,8. Một cách hoàn toàn tương tự như vậy, vận dụng các công thức có liên quan, thời mời các em sẽ hoàn thiện nốt cột 2 và cột 3. Thầy dành một ít phút để cho các bạn làm phần này. Xin mời các em. Sau đây, các bạn sẽ hướng lên màn hình xem hướng dẫn của thầy giáo và đối chiếu kết quả của mình. Thứ nhất, ở cột thứ hai, đề bài cho đường kính D. Yêu cầu thứ nhất, tính bán kính. Yêu cầu thứ hai, tính độ dài C của đường tròn. Để tính bán kính R, khi biết đường kính D, ta vận dụng công thức nào? Ta vận dụng công thức R bằng D trên 2 và thay vào ta được kết quả là 5. Để tính độ dài C của đường tròn, khi biết đường kính ta vận dụng công thức C bằng BD thay vào chúng ta được kết quả là 31,4. Ở cột thứ 3, để bài cho độ dài C của đường tròn, yêu cầu tính đường kính D của đường tròn. Yêu cầu tiếp theo là tính bán kính D của đường tròn. Để tính đường kính khi biết độ dài C của đường tròn, thì ta vận dụng công thức nào? Ta có D bằng c trên b và chúng ta thay c bởi 20, thay b bởi 3,14 và chúng ta sẽ tính được kết quả là 6,37. Tiếp theo, để tính r thì ta vận dụng công thức nào? Ta thấy r sẽ bằng c trên 2b và chúng ta thay vào, chúng ta sẽ được kết quả là 3,18. Ở đây một số em sẽ hỏi là sau, sau khi tính được D Tan lấy D chia cho 2 Sẽ ra được R Tuy nhiên sau khi tính D chúng ta đã có một lần làm tròn Vậy chúng ta sẽ không nên làm tròn nhiều lần trong cùng một bài Cho nên chúng ta sẽ sử dụng công thức R bằng C trên 2B Để thực hiện trong quá trình làm bài Các em lưu ý Vừa rồi thầy giáo đã hướng dẫn các bạn em Các bạn xong bài tập số 65 Qua bài này thì ông lưu ý với các bạn một số điểm sau Thứ nhất Đối với các đại lượng R, D và C, chúng ta chỉ cần biết một đại lượng thì chúng ta sẽ tính được các đại lượng còn lại thông qua hai công thức C bằng 2 BR hay C bằng BD. Bây giờ, theo cho đường tròn tâm O bán kính R kẻ đường kính AB. Câu hỏi đặt ra là ta có tính được độ dài của cung AB hay không? Ta thấy độ dài cung AB bằng một lửa độ dài đường tròn. Do đó, ta tính được độ dài cung AB bằng 1 phần 2, 2 BR và chúng ta tính được kết quả là BR. Đấy là tính theo bán kính. Còn nếu các bạn tính theo đường kính thì ta sẽ được kết quả là 1 phần 2 BD. Tiếp theo, thầy giáo kẻ một đường kính CD vuông góc với đường kính AB. Và chúng ta có bài toán tiếp theo. Liệu ta có tính được độ dài cung nhỏ BC hay không? Ta thấy độ dài cung nhỏ BC bằng 1 phần 4 độ dài đường tròn. Do đó ta tính được độ dài cung nhỏ BC sẽ bằng 1 phần 4 nhân 2 BR và chúng ta tính được bằng BR trên 2. Đấy là tính theo bán kính. Còn các bạn tính theo đường kính thì chúng ta thay vào sẽ là 1 phần 4 BD. Vậy là với các, trung đặc, với các cung đặc biệt là lửa đường tròn hay 1 phần tư đường tròn thì ta có thể tính được độ dài của chúng ngay dựa vào mối quan hệ của nó với cả đường tròn. Câu hỏi đặt ra là vậy muốn tính độ dài của một cung n độ bất kỳ thì ta tính nó như thế nào? Thầy cùng các em đi vào phần thứ hai đó là công thức tính độ dài cung tròn. Để xây dựng công thức tính độ dài cung tròn thì thầy mời các em thực hiện hỏi chấm sau. Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống trong dãy lập luận sau. Thứ nhất, đường tròn bán kính R ứng với cung 360 độ có độ dài là Thầy xin mời các em. Các bạn đối chiếu lên kết quả của thầy giáo trên màn hình. Ta thấy kết quả sẽ là 2 bi Tiếp theo, vậy cung 1 độ bán kính R có độ dài là Thầy sẽ dành ít phút để các bạn tiếp tục hoàn thiện bài phần này. Xin mời các em. Bây giờ các bạn sẽ hướng lên màn hình đối chiếu kết quả của mình với kết quả của thầy giáo. Và kết quả sẽ là 2BR trên 360. Và chúng ta thu gọn sẽ được kết quả là BR trên 180. Vậy độ dài của cung một độ ta tính được rồi. Ta có suy ra được cung N độ không? Từ đó suy ra cung N độ bán kính R có độ dài là. theo xin mời các em tiếp tục hoàn thiện nội dung này. Các bạn quan sát lên màn hình đối chiếu với kết quả của thầy giáo. Và kết quả sẽ là BRN trên 180. Và công thức tính độ dài L của cung N độ trên đường tròn bán kính R là L bằng BRN trên 180. Vừa rồi, thầy cùng với các em đã xây dựng công thức tính độ dài cung tròn. Bây giờ, Thầy cùng với các em điểm lại các kiến thức chúng ta đã được học trong bài ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta có độ dài đường tròn được tính bởi công thức C bằng 2B R. Từ công thức này, chúng ta dễ dàng tính được R bằng C trên 2B. Công thức thứ hai, để tính độ dài đường tròn, chúng ta có C bằng BD. Và từ công thức này, chúng ta cũng dễ dàng tính được D bằng C trên B. Đơn vị kiến thức thứ hai chúng ta cần nắm được đó là độ dài cung tròn được tính bởi công thức L bằng BRN trên 180. Và từ công thức này chúng ta cũng tính được R bằng 180L trên BN. Và ta cũng tính được N bằng 180L trên BR. Sau đây thầy cùng và các em sẽ vận dụng các công thức được học trong ngày hôm nay để chúng ta làm một số bài tập. Chúng ta có bài tập phần luyện tập. Bài tập 66B, sách giáo khoa trang 95. Bài tập 66B có nội dung như sau. Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650 mm. Sau đây, chúng ta sẽ chuyển các bài toán có lời văn này thành các ký hiệu toán học quen thuộc thông qua phần tóm tắt của thầy như sau. Đề bài cho đường kính bằng 650 mm tức là cho D bằng 650 mm. Đề bài yêu cầu tính chu vi vành xe đạp tức là tính C. C bằng hỏi chấm mm. Sau đây thì áo dựng dành một ít phút thời gian để cho các bạn hoàn thiện bài tập này. theo áo xin mời các em. Ta thấy Mối quan hệ giữa C và D là C bằng BD. Từ đó ta dễ dàng tính được chu vi vành xe đạp là C bằng BD. Thay D bởi 650, ta được kết quả là 650 B. Các em lưu ý, ở bài này chúng ta có thể dừng kết quả ở đây, tức là giữ nguyên ký hiệu B. Bởi lẽ trong bài toán này, người ta không yêu cầu tính đến giá trị gần đúng. Tuy nhiên, nếu trong một số bài toán người ta yêu cầu tính đi giá trị gần đúng thì các bạn sẽ thay ký hiệu bi bởi giá trị gần đúng 3,14. Chúng ta chuyển dấu bằng bởi dấu xấp xỉ. Ta sẽ được kết quả là 2041 mm. Mở rộng bài toán 66B. Thầy có bài toán sau. Nếu đi xe đạp với bánh xe có đường kính 650 mm này khi bánh xe quay 1.000 vòng Thì quãng đường đi được là bao nhiêu mét Xin mời các em Quay trở lại với bài toán 66B Ta vừa tính được chu vi của bánh xe đạp Có đường kính là 650mm Là 2041mm Chu vi của vành xe đạp sẽ ứng với một vòng Vậy chúng ta tính 1.000 vòng Ta dễ dàng tính được quãng đường đi được khi bánh xe quay 1.000 vòng là 2041 nhân với 1.000 vòng và chúng ta được 2.041.000 mm và chúng ta đổi ra là 2041 041 m. Thì đấy là kết quả và nội dung trình bày của bài tập số 66B với phần mở rộng của cô của thầy giáo. Trong thực tế thì chúng ta gặp rất nhiều các bài toán có vận dụng kiến thức về độ dài đường tròn. Sau đây là một bài toán như thế. Các bạn quan sát lên màn hình. Khi mua 90 mét dây thép, ta thấy người bán lấy ra cuộn dây thép tròn, đếm số vòng, rồi cắt. Hỏi, người bán đã sử dụng kiến thức nào? Các bạn quan sát các cuộn dây thép. Trong thực tế, mỗi vòng dây thép ứng với 3 mét. Vậy khi muốn lấy ra 90 mét, người bán chỉ cần đếm 30 vòng, ta sẽ được số mét cần lấy ra. Vậy, người bán hàng đã vận dụng kiến thức về độ dài đường tròn để cuốn những sợi dây thép thành các vòng tròn như các bạn đang nhìn thấy để thuận cho việc vận chuyển, buôn bán cũng như là bảo quản. Ngoài ứng dụng trên thì trong thực tế còn rất nhiều ứng dụng khác trong thực tế. Chúng ta về nhà tìm hiểu thêm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm bài toán là nếu giả sử người mua không phải mua 90 mét mà mua 100 mét thì người bán sẽ cắt như thế nào? Các bạn về nhà tìm hiểu thêm nội dung này. Sau đây chúng ta tiếp tục chữa nội dung có liên quan đến kiến thức về độ dài cung tròn. Chúng ta có bài tập số 67, sách giáo khoa trang 95. Ở bài tập 67 có nội dung như sau. Hãy lấy giá trị gần đúng của bi là 3,14. Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất. Đối với lại độ dài và làm tròn số đo của cung đến độ. Và tương tự như vậy thì trong sách giáo khoa bài 67 cũng gồm có 6 cột, thầy giáo lấy ra 3 cột để hướng dẫn các bạn. Phần còn lại coi như một bài tập về nhà, các bạn sẽ hoàn thiện nó. Sau đây, thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn cột 1. Ở cột 1, đề bài cho bán kính R ER, bằng 10 cm. Cho số đo cung n độ bằng 90. Yêu cầu tính độ dài l của cung tròn. Để tính độ dài n của cung tròn thì ta vận dụng vào công thức nào? Ta thấy l bằng b r n trên 180. Chúng ta thay bi bởi 3,14 thay R bởi 10 thay N bằng 90 chúng ta sẽ có kết quả là 15,7 Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các công thức liên quan hoàn thiện tiếp cho thầy giáo cột số 2 và cột số 3 Thầy giáo sẽ dành một ít phút cho các bạn để các bạn hoàn thiện nó Xin mời các em Xin mời các em hướng đến màn hình. Chúng ta quan sát phần hướng dẫn của thầy và điều chiếu kết quả của mình. Ở cột thứ hai, đề bài cho số đo cung là 50 độ. Cho độ dài của cung là 35,6. Yêu cầu tính bán kính. Để tính bán kính thì ta vận dụng công thức nào? Ta thấy R thì bằng 180L trên pi và chúng ta thay vào ta cũng được kết quả là 40,8. Ở cột thứ ba đề bài cho bán kính bằng 21 cm cho độ dài l của cung tròn là 20,8 cm. Yêu cầu tính số đo của cung. Vậy tính số đo của cung thì ta vận dụng vào công thức nào? Ta có n bằng 180l trên br. Và tương tự như vậy chúng ta thay số vào Chúng ta được kết quả Sấp xỉ 57 độ Vừa rồi thầy giáo đã hướng dẫn các bạn nội dung bài tập 67 Trong sách giáo khoa trang 95 Qua bài này thầy giáo nhắc lại các bạn một chút Đó là đối với các đại lượng R, N và L Chúng ta phải biết ít nhất hai trong ba đại lượng ta mới tính được đại lượng còn lại. Chúng ta chữa bài tiếp theo. Đó là nội dung bài 66A, sách giáo khoa, trang 95. Bài 66A có nội dung như sau. Tính độ dài cung 60 độ của một đường tròn có bán kính 2 dm. Sau đây chúng ta sẽ tóm tắt bài toán. Đề bài cho cung là 60 độ, tức là N bằng 60 độ. Đề bài cho tiếp Bán kính là 2dm, tức là R bằng 2dm. Để bài hỏi tính độ dài của cung, tức là tính L. Thì sẽ dành một thời gian ít phút để các bạn sẽ hoàn thiện bài này. Xin mời các em. Ta thấy mối quan hệ giữa L với... R và N sẽ là L bằng B R N trên 180 và chúng ta thay số vào, ta sẽ được kết quả là 2B trên 3. Và ở trong bài toán này, chúng ta cũng có thể dừng kết quả ở đây, tức là giữ nguyên ký hiệu B. Bởi lẽ trên bài toán không yêu cầu tính đến giá trị gần đúng. Và trong một số bài toán xét nghiệm thì người ta thường để kết quả giữ nguyên ký hiệu B như thế này. Tuy nhiên nếu bài toán yêu cầu tính đến giá trị gần đúng thì chúng ta sẽ thay ký hiệu bi bởi giá trị gần đúng là 3,14 và chúng ta thay dấu bằng bởi dấu sấp xỉ thì ta cũng sẽ tính được kết quả sẽ là 2,09 dm. Đấy là nội dung bài tập 66A. Đề nghị các bạn hoàn thiện nội dung bài 66A và vở. Tiếp theo, thầy cùng với các em sẽ đi làm một số bài tập trắc nghiệm của phần này. Chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu số 1 có nội dung như sau: Cho đường tròn tâm O, bán kính 5 cm, độ dài cung 30 độ của đường tròn này là Theo xin mời các em. các bạn hướng lên trên màn hình chúng ta phân tích bài toán ở bài ở đề bài cho đường tròn tâm O bán kính 5 cm tức là cho R bằng 5 cho cung bằng 30 độ tức là cho N bằng 30 độ yêu cầu là tính độ dài của cung tức là tính L ta sẽ vận dụng công thức L bằng BRN trên 180 và chúng ta thay R bằng 5 thay N bằng 30 và tính toán ta sẽ được kết quả là 5 pi trên 6. Vậy kết quả đúng ở trong câu số 1 là đáp án D. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Xích đạo là một đường tròn lớn của trái đất có độ dài khoảng 40.000 km thì bán kính trái đất là. Thầy xin mời các em. Chúng ta đi phân tích bài toán. Ở đây bài, người ta cho độ dài khoảng 40.000 km, tức là cho C. Yêu cầu tính bán kính trái đất, tức là tính R. Ta có mối quan hệ giữa R với C là R bằng C trên 2B. Bây giờ chúng ta thay C bởi 40.000 vào đây và rút gọn ta sẽ được kết quả là 20.000 trên B và ở câu số 2. Đáp án đúng là đáp án B. Chúng ta tiếp tục câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Độ dài đường tròn có đường kính 5 cm là theo xin mời các em. Chúng ta đi phân tích bài toán. Ở bài này đề bài cho đường kính 5 cm, tức là cho D Hỏi độ dài đường tròn Tức là tính C Ta có mối quan hệ của C với D là C bằng B nhân D Do đó chúng ta thay D Bởi 5 ta sẽ được đáp án Sẽ là 5 b Và ở câu số 3 Đáp án đúng là đáp án C Chúng ta tiếp theo câu số 4 Câu hỏi số 4 Có nội dung như sau Tam giác ABC đều có cạnh bằng 8 cm. Khi đó, độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng. Xin mời các em. Sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn. Chúng ta sẽ vẽ hình. Ở bài toán này đề bài cho tam giác ABC là tam giác đều. Do đó, đầu tiên để tính được độ dài của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì việc đầu tiên là chúng ta phải xác định được tâm của đường tròn. Vì tam giác ABC đều nên tâm của đường tròn sẽ là giao điểm của các đường trung trực. Vì tam giác đều lên các đường trung trực đồng thời là đường cao cũng là đường trung tuyến. Vậy khi vẽ hình chúng ta chỉ cần kẻ hai đường cao, chúng ta xác định giao điểm. Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC chính là điểm O. Sau khi xác định được tâm, chúng ta phải xác định được bán kính của nó. Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC sẽ là OA, OB hoặc là OC. Vậy làm thế nào để tính được OA? Ta thấy vì tam giác ABC là tam giác đều nên O đồng thời là trọng tâm của tam giác ABC. Do đó, OA bằng 2 phần 3 đoạn thẳng AH. Vậy, để tính bán kính OA, ta phải thông qua tính độ dài đoạn thẳng AH. Vậy tính AH như thế nào? Ta thấy tam giác ABH vuông tại H. Vậy độ dài AH bằng AB nhân sin của góc B tức là chúng ta có AH bằng 8 nhân với sin của 60 độ và chúng ta sẽ tính được AH bằng 4 căn 3 đơn vị là cm. Vừa rồi thầy đã, đã hướng dẫn các bạn là độ dài bán kính OA có mối quan hệ với đoạn thẳng AH là OA bằng 2/3 AH, từ đó chúng ta sẽ tính được OA bằng 2/3 AH và thay vào chúng ta sẽ tính được OA bằng 8 căn 3 trên 3. Vậy khi có bán kính rồi, quay trở lại yêu cầu của bài là tính độ dài của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, tức là đi tính C khi biết bán kính. Ta có mối quan hệ của C với bán kính là C bằng 2 BR và chúng ta thay R vừa tính được là 8 căn 3 trên 3 và chúng ta sẽ tính được là 16B căn 3 trên 3. Do đó, chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng trong câu số 4. Đáp án đúng sẽ là đáp án D. Vừa rồi, vừa rồi là thầy và các em đã làm một số bài tập liên quan đến vấn đề trách nhiệm. Về nhà, các bạn sẽ ghi nhớ công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn. Làm bài tập 68, 69, 70, sách giáo khoa trang 95. Khuyến khích làm bài tập phần luyện tập sách giáo khoa trang 96 đối với chương trình hiện hành làm bài tập 1, 2, 4, mục C, sách hướng dẫn trang 125 với mô hình trường học mới. Tìm hiểu trước cách tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy giáo xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin được cảm ơn các bạn.